Vâng, để quay lại chương trình thì hôm nay Lệ Rơi cũng có một vài lời nói với quý vị và các bạn chị ạ. Ca sĩ Lệ Rơi thì chỉ để hát cho nó vui, hát cho nó có phong trào và hát để xua đi nỗi sầu. Nhưng có số ý kiến bạn trẻ là rất quá khích, và một số bạn trẻ là có ý kiến không được tốt đối với ca sĩ Lệ Rơi. Thì hôm nay ca sĩ Lệ Rơi cũng xin mạn phép với cả nhà rằng ca sĩ Lệ Rơi từ hôm nay sẽ hát bài này để kết thúc chương trình biểu diễn của ca sĩ Lệ Rơi, và từ giày trên sàn diễn và trên sân khấu sẽ không còn ca sĩ Lệ Rơi hát nữa. Nghe những lời chê trách của một số người thì hôm nay ca sĩ Lệ Rơi sẽ thể hiện bài hát cuối cùng của ca sĩ Lệ Rơi. Đừng nói lừa em ơi, xin đừng nói đến tình đời. Anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đáng thương và đáng hiểu yêu. Ngày mai trên đường phố lầy, những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ xa lìa anh đèn, có anh đưa em về bên mơ. Khi trôi mang xin kim cầm cá, em xin bằng lòng nghe tiếng chắc chê của đời. Chỉ cần ăn thôi, chỉ cần ăn thôi, còn tin em nữa thôi. Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nhắc đến tình đời. Anh nghĩ rằng dù đời gian dối nhưng đôi ta mãi còn nhau. Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói đến tình đời. Anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu. Mai trên đường phố lầy, những đêm khuya có anh đưa em về xóm nhỏ xa lìa anh đèn,
có anh đưa em về bên mơ. Khi chôn ma xin kim cầm cá, em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời. Chỉ cần ăn thôi, chỉ cần ăn thôi, còn tin em nữa thôi. Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nhắc đến tình đời. Anh nghĩ rằng dù đời gian dối, nhưng đôi ta mãi còn nhau. À, vâng, rất cảm ơn chị Phi Nhung ạ. Chị đã song ca cùng với em thể hiện ca khúc này. Vâng, xin cảm ơn chị ạ.